Câu chuyện là như thế này. Có đôi vợ chồng kia sinh được một đứa con trai rất kháu khỉnh và dễ thương, nay đã được 4 tuổi. Thì một hôm, cô vợ có ngồi tâm sự với ông chồng. Anh à, con vẫn bú mặc dù em đã hết sữa lâu rồi. Nó vẫn cứ đòi thôi, nhiều hôm em đau lắm. Thì ông chồng ông mới cười ha hả lên, rồi ông mới nói: chuyện này dễ thôi mà, bôi chút dung dịch lên, con nó ngậm vào đắng là nó bỏ bú ngay. Thì sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa nhú lên, thì ông chồng liền lấy một lọ dung dịch màu vàng bôi lên đôi gò bồng đảo của vợ yêu và hôn tạm biệt một cái rồi đi làm. Anh đi thẳng đến cơ quan làm việc. Thì một lúc sau, anh mới chợt nhớ ra là anh đã lấy nhầm cái lọ thuốc cực độc. Hốt hoảng và bối rối, ông liền tức tốc phóng xe về nhà. Nhìn thấy từ xa, nhà rất đông người qua lại. Người thì hô cấp cứu, kẻ thì nói nó chết rồi. Anh gục ngã và khuỵu gối trước cổng nhà. Thì bỗng nhiên như một phép tiên, thằng bé rẽ đám đông phi từ trong nhà ra, ôm chặt lấy người cha và hồn nhiên mách: ba ơi, chú hàng xóm gần nhà chết trong kia kìa ba. Nhắc tới bồ thì sau đây tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Có một lần tôi đi làm show ngoài Nghệ An, thì tôi có nhận được một câu hỏi của một vị khán giả gửi cho tôi. Thì câu hỏi như sau: anh có thể cho tôi biết sự giống nhau và khác nhau giữa bồ và vợ là như thế nào? Thì sau khi tôi đọc câu hỏi xong, thì có một quý ông xung phong lên trả lời. Thì quý ông này trả lời như sau: thưa anh, sự giống nhau giữa bồ và vợ là đều thích chơi chim. Còn sự khác nhau thì đối với bồ, khi chạm vào tóc thì chim dựng, còn đối với vợ, khi chạm vào chim thì tóc dựng. Thì tôi không biết là câu trả lời này có đúng không, nhưng mà tôi thấy các quý ông vỗ tay rất là lớn và cười rất là thích thú. Kính thưa quý vị, câu chuyện như thế này. Cái làng bên cạnh làng tôi, làng ấy còn nghèo hơn làng tôi nữa. Hơn nửa làng là ăn khoai. Thì có cái ông kia, là nhà ông ấy thuộc dạng ăn khoai bền vững. Hàng ngày ông ấy thường gia đình làng cũng đánh cờ tướng. Thì cứ đến bữa, thì thằng con trai nó mới chạy ra, nó mời: bố ơi, mời bố về ăn khoai. Thì có một hôm, ông cảm thấy xấu hổ, thấy ngượng với những người bạn ngồi chơi chung, ngồi nhìn ông ấy. Thì ông về ông dặn thằng con trai là: con ơi, từ mai trở đi, con ra mời bố về là mời bố về ăn cơm, chứ đừng có mời bố về ăn khoai. Người ta biết nhà mình nghèo, người ta coi thường. Thì thằng con nó vâng lời. Ngày hôm sau nó ra nó nói: bố ơi, mời bố về ăn cơm. Thì ông bố ông mừng lắm, ông vui lắm, mặt ông hiu hiu tự đắc. Ông bảo: ừ, mày về trước đi, ta đánh nốt ván này rồi ta về. Thì thằng con nó vừa đi được mấy bước thì nó quay lại nó bảo: à bố ơi, về ăn nhanh chứ không mấy đứa nó lựa hết những củ lớn. Câu chuyện như thế này. Có một cái anh chàng kia vào quán uống cà phê, thì vô tình anh ấy gặp cô chủ quán đang cho con bú. Thì trong quán không có một vị khách nào cả. Thì anh thấy cô chủ quán cho đứa bé bú mà nó không chịu bú, cứ ưỡn người lên và khóc. Thì cô này cô mới dọa đứa bé: con mà không bú là mẹ cho chú này bú hết bây giờ. Thì anh chàng này nghe thấy thế liền gọi thêm một ly cà phê, ngồi đợi 2-3 tiếng đồng hồ. Thì anh này anh sốt ruột quá, anh mới đứng lên
Đi lại anh mới hỏi: "Em ơi, em hỏi cháu xem là cháu đã chịu bú chưa? Chứ anh đợi nãy giờ 3 tiếng đồng hồ rồi." Thì ở trong một cái gia đình kia, có một anh con rể. Thì có một hôm, anh đến nhà ông bố vợ chơi. Thì sau khi ngồi chơi, uống nước, hút thuốc và tâm sự giữa hai người đàn ông xong, thì anh con rể anh mới chào ông bố vợ đi về. Thì anh đi về khoảng được 5 phút sau, anh quay lại. Thì ông bố vợ ông mới thấy ngạc nhiên. Ông mới hỏi: "Sao con đi về rồi mà con quay lại làm gì?" Thì anh con rể anh mới trả lời: "Con để quên cái bật lửa." Thì ông bố vợ ông mới nói: "Để quên cái bật lửa thì con để đấy. Hôm nào con sang chơi rồi con lấy cũng được. Con quay lại chi cho mất công." Thì anh con rể anh mới đáp: "Để quên cái gì thì phải lấy ngay bố ơi. Chứ giang hồ nguy hiểm lắm. Đời giờ không tin được thằng nào." Tôi cũng mong là những quý anh ở đây, nếu như có qua nhà ông bố vợ chơi, thì mong rằng đừng có để quên cái gì. Câu chuyện như thế này. Có cái bà cụ kia, 70 tuổi, đã bị góa chồng 5 năm rồi. Thì một hôm bà đi ra ngoài cánh đồng, đứng nhìn ngắm đồng không mông quạnh. Thì một lúc sau, bà ấy la lên: "Bớ làng nước ơi, nó hiếp tôi, nó hiếp tôi." Thì dân làng ở quanh đấy nghe thấy thế, chạy ra hô hoán: "Đâu đâu, nó đâu?" Thì bà cụ mới nói: "Làm gì có ai đâu, sống phải có ước mơ chứ chú." Có cái ông kia, ông đi may đồ. Ông mang cái tấm vải ra ngoài tiệm may, gặp cô thợ may. Thì sau khi cô này cố đo đạc, đo trước, đo sau, đo dài, đo ngắn, đo mông, đo đùi xong, thì cô mới nói một câu như thế này: "Ăn cặc ngặng hay cặc dài? Cặc ngặng thì được 2 cái, mà cặc dài thì được 1 cái. Thì nghe cô này cô nói vậy, ông kia ông há hốc mồm, rồi ông đỏ mặt một lúc, rồi ông mới nói: "Của tôi ngắn, nhưng mà sao cô bạo thế? Thú thật với cô là lâu lắm rồi bà nhà tôi cũng không làm ăn gì được." Thì cô này nghe nói vậy cô mới bảo: "Bảo cái đâu ăn á, tôi hỏi ăn cặc ngặng hay cặc dai? Cặc, cặc cái quân thế, chứ không phải tôi hỏi cái tế của ăn mô." Thì ra là cô này cô người Huế. Cô hỏi: "Anh cắt ngắn hay cắt dài? Cắt ngắn thì được 2 cái, mà cắt dài thì được 1 cái. Mà ông kia thì ông cứ tưởng là hỏi súng đạn của ông ấy. Có một cái bà cụ kia 70 tuổi, thì bà cứ nằng nặc đòi ly dị chồng cho bằng được sau 45 năm chung sống. Thì khi ra tòa thì tòa mới hỏi: "Tại sao bà lại muốn ly dị chồng trong khi là ông bà đã quá già rồi?" Thì bà ấy trả lời là: "Tại vì chồng tôi xúc phạm tôi. Ông ấy dám nói là con hà mã yêu thương của anh ơi." Thì tòa rất là ngạc nhiên: "Tại sao hai ông bà già lắm rồi mà còn dành cho nhau những cái từ ngữ nó rất là lãng mạn như thế?" Thì tòa mới hỏi thêm là: "Ông ấy nói từ bao giờ?" Thì bà trả lời là: "Tôi không nhớ, khoảng 42, 43 năm rồi." Thì tòa hỏi: "Thế thì tại sao giờ bà mới đòi ly hôn?" Thì bà mới nói là: "Tại vì tuần trước thằng cháu tôi nó đưa tôi đi công viên, thì tôi mới biết cái mặt mũi con hà mã nó như thế nào." Dạ.
Tức là bà lão cảm thấy là mình bị lừa trong suốt 40 mấy năm phải không anh Lê Cường? Dạ thưa quý vị, vậy thì Ngọc Trúc cũng xin có một cái câu chuyện cười nhỏ nhỏ đây thôi để tiếp nối cái câu chuyện của anh Lê Cường gửi đến cho quý vị cùng nghe. Thì có một cặp vợ chồng nọ, họ mới trong một cái buổi cơm tối thôi thì mới ngồi nói chuyện với nhau. Và thưa quý vị, trong lúc hai vợ chồng dùng bữa với nhau thì cũng có uống một chút rượu. Thì trong lúc ngà ngà say thì anh chồng mới tự nhiên lại thú nhận với vợ mình. Thế mới nói thế này, em yêu à, anh cũng có cái chuyện này là anh muốn thú thật với em, là anh cảm thấy là vô cùng có lỗi với em. Bởi vì là mỗi lần mà anh hôn em ấy, thì anh chỉ nghĩ đến những người phụ nữ khác thôi. Thì bà vợ bà mới nghe như vậy á, bà mới giận điên lên, bà mới thét cho ông chồng một cái. Xong bà mới nói là sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh có biết là mỗi lần mà tôi hôn người đàn ông khác á, tôi chỉ nghĩ đến anh thôi không? Nhận hết sức. Thưa quý vị, đàn bà ghê quá. Nói đến vợ chồng thì tôi lại có cái câu chuyện này muốn kể cho quý vị nghe. Đó là có một cái đôi vợ chồng kia, thì cô vợ cô ấy rất là chua ngoa đanh đá, rất là hay chửi chồng. Thì có một hôm thì ông chồng ông không chịu được nữa, thì ông mới quát lên là bà vừa phải thôi, bà nói xem tôi là chồng bà hay là con bà. Thì bà vợ bà ấy thủng thẳng, bà ấy trả lời một câu là đứa nào bú tao thì là con tao hết. Thì ngay lúc đó thì cô ô xin cô đi vừa đi trên lầu xuống, thì cô cũng nói một câu là bà chủ ơi, thế thì ông chủ cũng là con của con rồi bà ạ.